À, dạ vâng, âm thanh bạn xin kính chào toàn thể các bác ạ. Thì buổi chiều ngày hôm nay giờ mới lên sóng cho các bác một video. Đấy, thì trước mặt các bác ngày hôm nay sẽ là ba con vàng số từ thương hiệu TD Tai Chi các bác nhá. Và hôm nay chắc là sẽ làm một video bán với mức giá khá là rẻ, cũng như coi như là một cái mức giá thanh lý đi. Đợt này dịch giá rất là khó khăn, bác nào cũng đang khó khăn, cả ngay cả bên em cũng vậy. Thế này đồng hành và chia sẻ với các bác. Thì cái ba con vàng số này thì không phải là hàng bom, không phải là hàng hoàn hay là hàng bảo hành gì cả, mà nó là về cùng với một cái lô vang số Shisu T3 và dòng vang số Chipat 980 mà vừa rồi em vừa mới livestream cho các bác ấy. Thì nó có lẻ còn lẻ ba con và nó đi kèm với cùng với cái lô vang số ấy, cho nên là em bà ngày hôm nay sẽ bán mức giá rất là rẻ các bác nha. Thì TD Tai Chi thì một cái thương hiệu này là thương hiệu Italia, và cái dòng vang số TD Tai Chi DSP 5001T này thì em đã lên sóng cho bác ít nhất là tầm 3 video cùng với một livestream rồi, thì có lẽ cũng không phải nói với quá nhiều với cái dòng này đúng không bác. Thì dòng này là một dòng vang số khá là chuyên nghiệp và cao cấp, nhưng nó lại là cái có một cái mức giá ở một cái phân khúc trung bình, một phân khúc trung bình các bác nha. Thì giá ngày xưa em bán là 1.600.000 đồng một con, thì ngày hôm nay thì bác nào mà lấy thì em sẽ để cho bác mức giá là 1.400.000 đồng một con, thì em sẽ tặng kèm cho các bác những cái dây jack kết nối đầy đủ luôn đấy. Thì nói với cái dòng này thì thực sự dòng này rất là hay, và được cái ưu điểm của dòng này chính là cái việc nó chống hú rất là tốt các bác nha. Con này có tới 6 cấp độ chống hú và cái bô chống hú của nó là bô rất là to. Lát này em sẽ cho các bác xem về cái phần nội thất bên trong. Đấy. Và cái này ưu điểm của nó thì nó có thêm một cái ưu điểm nữa là cũng giống như cái một số cái dòng vàng, ví dụ như X5, X3, Hugo V3, Hugo V5 thì nó là đưa gần như là toàn bộ những cái phím chức năng ra bên ngoài cho các bác có thể sử dụng này, cài đặt. Ví dụ đây là phím effect này, mic này, center này, gần như là tất cả mọi thứ để các bác có thể cài đặt một con vang số thì nó đã được đưa ra ngoài hết các bác nhé. Thì thiết kế người ta đã đưa ra ngoài hết, và dòng này thì thực sự cài đặt rất là dễ thôi. Đấy, với bất kỳ một cái thông số là các bác có thể thay đổi cái thông số bằng cái phím control này, phím enter và phím lock này, đây có nghĩa là khóa các bác nhé. Đấy, nếu các bác muốn thể thay đổi các cái g các đấy thì các bác có thể này up down này, đấy cái này thay đổi các cái cần nhé, thay đổi cái cần này chính tay vô cùng dễ dàng các bác ạ, quá dễ dàng luôn đấy. Tất cả mọi thứ luôn đều là rất cực, thực sự rất là dễ, không có vấn đề gì đối với các bác cả. Có nghĩa là bác nào chỉ cần biết một tí về vang số thôi thì các bác có thể cài đặt được những cái dòng vang số đây rồi. Số lượng chỉ có 3 con, và xin nhắc lại là giá chỉ có 1.400.000 một con, và kèm theo đầy đủ giá cho các bác nhé. Thì nói về phần mặt trước thì con này nó sẽ cho các bác làm ba cổng mic phía trước này, mic 1, mic 2, mic 3. Ngoài ra sẽ là 10 hơn 11 cái phím chức năng để các bác có thể là cài đặt. Đấy. Ở đây thì sẽ có ba các chip áp dạng chip áp pi. Thứ nhất là điều khiển cái âm lượng của mic, âm lượng của nhạc, và một cái phím enter lock này, cũng như là đồng thời cũng là một cái phím effect nhá. Cái này điều khiển cái độ vang nhại của con vang số này, cũng như là khi mà các bác cài đặt. Đấy, các bác cài đặt nhá. Một cái công tắc nguồn phía trước. Về phần mặt sau thì bây giờ em sẽ mời các bác vào cái phần nội thất bên trong cũng như cái mặt sau các bác nhá. Một cái video lần trước đây em đã đang lên sóng cho các bác rồi, đều là dòng vang số DSP 5001T của TD Tai Chi. Đấy, giá chỉ có 1.400.000 đồng một con, bao gồm một cái tất cả những dây jack kết nối các bác nhá. Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ ngay cái số điện thoại ngay góc phải màn hình các bác nhá. Xin chào. Vâng, cửa hàng âm thanh bãi 1977 xin kính chào tất cả toàn thể các bác nhá. Thì sau mấy cái livestream ấy thì nói chung là cũng lướt qua được cái dòng vang số thôi, chứ không làm những cái video chi tiết được. Và thấy nhiều bác hỏi về dòng vang số vừa hay vừa rẻ, thì ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng cho tất cả các bác một dòng vang số tới từ thương hiệu TD Tai Chi các bác nhé. Có model của nó là DSP 5001T. TD Tai Chi thì nó rất là nổi tiếng trên thị trường thiết bị âm thanh rồi. Các bác có thể nhớ về rất là nhiều các cái dòng, ví dụ sản phẩm của TD Tai Chi, ví dụ như là loa TD Tai Chi này. Hôm vừa rồi em vừa bán một cái dòng loa TD Tai Chi thùng ấy là thùng dạng một thùng cân và thùng vát đều có các bác nhá. Và cái tép của TD Tai Chi thì gọi là cái tép của nó cực kỳ lớn luôn, một cái tép mà bát loa bát 25 nó phải tương đương cái dòng loa bát 30. Và các bác nghe dòng loa TD Tai Chi thì cũng phê thôi rồi, không còn cái gì phải nói nữa rồi. Đấy, và cái thương hiệu TD Tai Chi là một thương hiệu rất là mạnh luôn. Đây là thương hiệu này tới từ Italia. Và ngày hôm nay thì em sẽ bán cho tất cả các bác một dòng vang số mà nó cực kỳ hay, một dòng vang số karaoke chuyên nghiệp, nhưng giá của nó chỉ bằng một dòng vang số ở phân khúc bình dân. Hôm nay là DSP 5001T các bác nhá. TD Tai Chi, các cái dòng vang số của nó, dòng DSP 5000 thì nó sẽ có mấy cái model thế này các bác này. Ví dụ là DSP 5000T, DSP 5000 thường này, DSP 5000T.
À, rồi đến là DSP 5001 thường và DSP 5001T. À, sau cái model 5001T này sẽ là model DSP 5002 và 5002T. Thì đấy là những cái model cao cấp nhất và mà model đời mới nhất của cái dòng vàng số TD Tai Chi. À, thì ngày hôm nay thì em về được cho các bác là tầm 15 con. 10 con 15 con vàng số DSP 5001T. Và các bác lưu ý là 5001T cũng như là 5002 hoặc là 5001 thường thì nó sẽ sử dụng các cái phần mềm khác nhau các bác nhá. Và bên em thì khi mà bán vang cho các bác thì bên em sẽ hỗ trợ setup cũng như là cung cấp phần mềm cho tất cả các bác. Khi mà các bác muốn dùng phần mềm để căn chỉnh thì các bác cứ inbox Zalo cho em. Zalo là số 0704022994 là số điện thoại đang hiển thị trên màn hình các bác nhá. Đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thì trước mặt các bác đây thì em sẽ có là này, em đã tháo ruột gan rồi này. Đây có một cái model là DSP 5000T cho các bác so sánh này. Bên kia là 5001T các bác nhá. Đây em đang quay trong kho cho nên ánh sáng nó đôi lúc nó sẽ hơi yếu một tí và nhìn nó hơi bờ bộn, thì rất là mong được sự thông cảm của các bác. DSP 5001T thì mặt màu chủ đạo của nó sẽ là màu đen. Con này thì vừa cài tay dễ và vừa cài phần mềm đều dễ các bác nhá. Các bác biết rồi đấy, vàng số thì cái nhược điểm của nó là rất là lớn, là cái nhược điểm là khó sử dụng cũng như là khó cài đặt thôi các bác nhá. Sử dụng thì rất bình thường, chỉ là khó cài đặt thôi. Vàng số thì chúng ta làm chủ được vàng số thì nó thực sự rất là hay, không có điều gì phải chê trách đối với vàng số. Vàng số thì nó luôn luôn hay hơn vàng cơ, vì thế cho nên là cái xu thế bây giờ người ta sẽ sử dụng vàng số chứ người ta không dùng vàng cơ các bác nhá. Các bác chuyển dần dần sang, chúng ta bắt đầu từ những cái mẫu đen đời thấp đến đời cao, khi ấy chúng ta làm chủ được con vàng số chúng ta sẽ cảm giác nó rất là hay. Đối với cái mẫu đen 5001T này, DSP 5001T này thì phía trước của nó sẽ là ba cái cổng mic các bác nhá. Ba cái cổng mic gồm mic mic 3, sau đây nó 123 này, 123, ba cổng mic phía trước. Thêm những cái điều nữa là một cái đèn led khá là một cái đèn hiển thị khá là lớn ở đây, đèn thị này, đèn thị dạng màu vàng. Các cái nút là ví dụ như là nó đã đưa ra các cái phím chức năng ra hầu hết các cái màn hình ngoài. Đưa hầu hết các phím chức năng ra ngoài để làm gì ạ? Để phục vụ cái việc mà cài đặt bằng tay ở ngoài cho tất cả các bác nhá. Và con này thì cài đặt nó rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Cài đặt bằng tay rất là dễ này. Các bác có thể thấy đây là các cái phần EQ này. Các cái phần EQ cũng như là việc mà chúng ta sử dụng này. Ví dụ đây em có là cần EQ của Music đi. Music này các bác nhá. Music thì đây nó sẽ có các bác là hai cái phím là up down này. Up down các bác chuyển cho các cái cần EQ cũng như chuyển sang cái mục mà chúng ta cài đặt. EQ 1, EQ 2, EQ 3, con này sẽ có 11 cần equalizer của mic và 11 cần equalizer của nhạc. Sau cùng khi mà chúng ta cài đặt xong là chỉ là cái nút server thôi. Đấy, ví dụ người ta là hỏi này, server này. Rồi khi mà các bác lưu, các bác nhấn cái đấy thôi. Các bác nhấn lưu thôi. Thì nó sẽ lưu được cho các chế độ cho các bác nhá. Mặt trước thì là các phím chức năng cũng như là ba cái cổng mic. Tiếp theo sẽ là ba cái cheat app, dạng cheat app P các bác nhá. Để chúng ta điều chỉnh các cái chế độ, ví dụ đây là chế độ của vang nhạy này, effect này, điều khiển các cái thông số của mic này, các cái thông số của nhạc, lớn nhỏ và to nhỏ của mic và music, đúng cái này cái đơn giản đúng không các bác? Này chúng ta hoàn toàn bình thường rồi, ai cũng biết được rồi. Đây. Phần mặt sau thì đây là một dạng con này thì nằm với lựa động 5001T các bác nhá. 5001T thì nó sẽ khác 5001 thường. 5001 thường các bác có thể so sánh này. Đây trên tay em đang cầm một con 5001 thường, nó sẽ cũng có 6 cổng Canon ra. Con này thì có 4 cổng Canon ra nhưng mà nó sẽ cho các bác là hai cái cổng DVD lắp ra đây này. 6 tính ra nó vẫn là 6 cổng đầu vào và đầu ra các bác cùng Canon nhé. 6 cổng đầu ra xuống đây này. Nhưng mà con K5001 thường thì nó sắp xếp như thế này. Nó sắp xếp là hai cái con đầu để lắp ra ở các góc tận bên đây cơ. Còn con này thì khác. Con 5001T thì nó sẽ sắp xếp các bác là nguyên một dãy đường thẳng này. Các cái cổng là sub center này, left right và sau left và cái cổng surround bình thường các bác nhá. Đây con này thì nó khác biệt rất là nhiều so với những cái dòng vang khác. Đấy là chính là cái việc mà khi mà các cái cổng hoa sen các bác nhá, BGM này, AUX1 này, cổng TV nhá. Cổng đây là các cái cổng này chúng ta không dùng đến, chúng ta không còn cần quan tâm quá nhiều đâu. Từ đây có một cái dạng cổng là cổng livestream. Đây thì nó tăng thêm cái độ đẹp, độ bắt mắt, độ thẩm mỹ cho cái dòng vang số này thì nó sẽ màu vàng, tất cả cái cổng hoa sen đầu ra ở đây. Được chưa các bác? Đây giống như cái dòng ấy này. Đây là 5001T. 5001T nó cũng vậy, có 5 bằng 5000. Điều đặc biệt đây các bác này, đây là cái điều khác biệt giữa 5001T và 5000T này. 5000T thì 5000 bình thường. 5001 bình thường. Đấy, các bác này, nó sẽ cho các bác là 6 cổng Canon đầu ra đó nhé các bác nhé. 6 cổng Canon đầu ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn tuy nhiên 5000
5.001T thì nó cho các bác là 8 cộng Canon đầu ra, 8 cộng Canon đầu ra và 2 cộng mic phía sau. Tổng cộng con này sẽ có 5 cộng mic cũng nha. Vào phần nội thất đi. Vào phần nội thất của cái dòng vang TD Taichi 5.001 này thì điều đặc biệt đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy trong cái dòng nội thất này chính là con 5.001T này nó có khác biệt so với những con khác. Những cái dòng khác thường nó chỉ có một con chip vi xử lý thôi, còn con này nó sẽ có tới 3 con chip vi xử lý và một con CPU. Ngoài ra thì con vang D5001T này thì nó sẽ cho các bác là 6 chế độ chống hú liền và cái bùa chống hú của nó cực kỳ lớn luôn. Cực kỳ lớn, rất là lớn so với những cái dòng khác. Cái con này thì nó cũng không hề kém cạnh gì các dòng X và nó chỉ kém một cái con vang G-Pad 980 một điểm, đó chính là việc là nó không có cổng quang. Còn G-Pad 980 thì sẽ có cổng quang. Sáu cái cổng đầu ra thì mỗi cái cổng đầu ra nó sẽ cho các bác là một cái dơ le các bác, dơ le này dơ le bảo vệ và linh kiện của nó hoàn toàn là tụ nhôm, rất là nhiều tụ nhôm trên các cái tụ gốm các bác nhé. Và đây là toàn là những linh kiện cao cấp tới từ chính hãng. Và cái điều đặc biệt cuối cùng của cái con vang này nó là rằng chạy nguồn xung. Chạy nguồn xung thì ở cái điện áp từ các bác có mức điện áp từ 90V trở lên là chúng ta đều có thể là con vang này nó hoạt động bình thường được rồi. Con này sẽ hoạt động ở cái mức là từ 95V đến 240V các bác nhé. Từ 95V thôi, 95V là chúng ta sẽ hoạt động bình thường được con vang này. Ở những bác ở những vùng mà điện yếu, điện không ổn định, chập chờn thì chúng ta còn sử dụng con vang này nó rất là đảm bảo luôn. Thay vì những con vang nguồn xuyến, những con vang nguồn xuyến thì có một cái điều lợi thế của con vang nguồn xuyến, đó chính là cái việc là vang nguồn xuyến mà khi chúng ta hát mic dây ấy thì chúng ta sẽ có cảm giác bị tê tê. Nhưng mà nếu như vang nguồn xuyến ở những vùng mà nó điện áp không ổn định thì cái điều mà chúng ta bị bật tắt cái con vang nó tắt giữa chừng là điều hoàn toàn bình thường đấy các bác nha. Và lưu ý các bác, đây là một dòng vang karaoke chuyên nghiệp rất là hay, chống hú cực kỳ tốt, echo reverb mượt mà, và nó cũng không hề kém các dòng vang X, các cái dòng vang Shiso G-Pad đời đầu cũng vậy. Cái dòng này có thể còn hơn đứt cả cái dòng vang Shiso G-Pad và còn điểm là nó chống hú. Chống hú cực kỳ tốt các bác nha. Chống hú thì là nhiệm vụ của con vang rồi. Vang số là nhiệm vụ chống hú. Mic không có nhiệm vụ chống hú và đẩy càng như vậy không có nhiệm vụ chống hú. Nhiều bác cứ bảo là mic chống hú 100%, đó là người ta nói sai. Không bao giờ có mic có chống hú các bác nha. Mic thì không bao giờ là chống hú cả rồi. Chỉ có mic càng dày càng ấm thì cái giảm độ hú rít của nó thì càng nhiều mà thôi.